tâm thư xúc động của Việt Hương lần đầu tiết lộ về con gái 9 tuổi. Ngày 19 tháng 5 trên trang cá nhân, nghệ sĩ Việt Hương đăng một bức tâm thư dành cho con gái 9 tuổi, Eliza Phương Vi. Con gái Việt Hương tên là Eliza Phương Vi, năm nay 9 tuổi, sống ở Mỹ. Cô bé có nhiều nét giống cả bố và mẹ. Do công việc bận rộn ở Việt Nam, hai mẹ con rất hiếm có thời gian bên nhau dài ngày. Trên trang cá nhân, Việt Hương dành những lời khen dành cho con gái. Con là đứa bé dễ chịu nhất đối với mẹ, Eliza à. Sinh con tưởng là một mất một còn, nhưng mình đến với nhau thì con luôn là đứa bé dễ chịu vô cùng. Việt Hương xúc động chia sẻ, từ 2 tháng tuổi, con đã bay với mẹ đến giờ chắc 100 chuyến bay khắp nơi, nhưng không khóc hay gây khó chịu cho ai. Nuôi con khi sốt, con chỉ nói mẹ ơi con nóng, luôn nằm ngủ bất cứ nơi đâu không cần dỗ. Mẹ và bố đi diễn gửi cho ai cũng nhận vì con rất biết thân phận ở nhờ. Theo lời kể, dù được sinh ở Mỹ, nhưng Eliza nói tiếng Việt rất tốt, hoàn toàn không bị ngọng. Từ hồi 5 tuổi, Eliza đã có thể đọc hết cuốn sách tiếng Việt lớp 1 và đánh vần xanh sỏi. Ngoài ra, con gái Việt Hương biết ăn cả món Việt Nam, kể cả mắm tôm, rau thơm các loại, biết nói tiếng Việt và viết thơ cho mẹ bằng tiếng Việt. Không chỉ vui mừng vì con giữ được những nếp sống của người Việt, Việt Hương còn tự hào kể về thành tích học tập con gái của mình. Mẹ mong con học trung bình là được, chưa bao giờ đòi hỏi con phải nhất lớp. Thế mà quyết định chuyển qua trường chuyên của con khiến bố mẹ suy nghĩ. Không đổi vì sợ con áp lực, nhưng nhà trường phải thuyết phục mẹ để con chuyển. Vì có lẽ là top 3 học tốt ở trường, mẹ hãnh diện vì con dung hòa giữa chơi và học, cô chia sẻ. Việt Hương cũng vui mừng với thành tích giành huy chương, một giải đấu tổ chức tại Bắc California, Hoa Kỳ của con gái. Đối với cô, Wushu là rèn luyện sức khỏe và một môn thể thao để con chơi cùng bạn bè anh chị, không nghĩ rằng đây là môn con gái có thể mang về thành tích huy chương đồng. Mẹ vui lặng lẽ, nhìn hình con mà vui không sao tả hết. Mẹ luôn là người chúc con đi học vui nhé, chứ không chúc con học giỏi nhé. Vậy mà học chữ, học đàn, học võ con đều là mẹ rưng rưng, vì không có mẹ bên cạnh thường xuyên, nhưng con luôn luôn là mẹ an tâm, Việt Hương xúc động viết. Lời kết trong chia sẻ xúc động của con gái, Việt Hương nhắc tới chồng của mình, nghệ sĩ Hoài Phương, như là người có ảnh hưởng rất lớn. Đến với con gái và những thành công trong đời sống cũng như việc học tập, cô nhấn mạnh, tất cả tố chất đó chắc con thừa hưởng từ bố con.